Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu thanh lý tiếp cho anh em một chiếc âm ly karaoke của Sony chính hãng anh em nhé. Hàng chính hãng của Sony. Con âm ly này nó là 165W, điện chạy được 220V luôn anh em nhé. Đấy. Đây, con âm ly này nó echo, cái hệ echo vang nhại của nó rất là ngon luôn. Vang alo nó rất là sướng anh em nhé. Riêng cái vang nhại con này alo rất là sướng luôn. Đấy. Đây, em sẽ hướng dẫn chi tiết nhé. Khi mà anh em hát karaoke thì anh em ấn cái karaoke on này lên nhé. Màn hình hiển thị karaoke on và đồng thời cái núm này là sáng thì là anh em chỉnh được mic này và chỉnh được echo ở đây nữa nhé. Đấy, đây echo này, to nhỏ của echo này. Echo vang nhại rất là ngon nhé. Echo chỗ này anh em có thể chỉnh được delay này và repeat nữa này. Đấy. Hiện tại em đã chỉnh ok rồi nhá. Anh em về anh em chỉ cần bật cái karaoke thôi anh em nhận là anh em hát thôi nhá. Đây, nó volume to nhỏ của mic này. Đây to nhỏ của mic 1 này, đây là volume to nhỏ của mic 2 này. Đây là chỉnh trầm, chỉnh giải mid và giải 2. Giải 2 là giải cao nhá. Ví dụ anh em nói số 6 chẳng hạn, 6 thì có tiếng xì xì thì anh em chỉnh cái tép này lên thì tiếng nó sẽ sáng hơn nhá. Nó ra được cái giải xì xì kiểu như vậy. Đấy. Còn đàn ông mình hát ấy, thì cái giải lao này, mình giải lao trầm này, mình cho nhỏ thôi. Cho xuống hướng tầm khoảng 8 hoặc 9 giờ thôi. Đừng có cho nhiều cái lao này mà hát nó ì nặng tiếng nhé anh em nhé. Đấy. Còn giọng con gái thanh nó cao ấy, thì lại giảm cái 2 đi một chút. Đây là ba lăng trái phải, chỉnh trái phải của loa. Cái này thực sự ít khi mình sờ đến lắm. Cái echo này ít khi mình sờ đến. Đấy, cái speak này là tắt mở của cầu loa đằng sau. Đấy. Ba lăng trái phải này, cầu loa A này, khi bật cầu loa A lên này, đấy, cái DBFB là khi mình ấn xuống ấy, mình ấn xuống nó hiện cái đèn đỏ lên này, thì là mình tăng bass, tăng cái âm trầm ùn lên anh em nhé, bật on này là âm trầm ùn luôn, đấy, còn đây là chỉnh trầm, chỉnh mid và chỉnh cái giải 2 của nhạc anh em nhé, và đây là volume của nhạc, đấy, đây là volume tổng. Hát thì anh em cứ để tầm mức 50 volume tổng lên tầm khoảng 50, 52 này. Đấy. Hoặc nếu mà phòng anh em rộng hơn ấy, anh em mở to hơn. Nhưng mà khi mở to ấy thì đồng thời anh em phải ngồi xa ra một tí nhá. Mở to mà ngồi gần nó sẽ rất là dễ hú loa. Đấy, thì anh em mở to thì anh em ngồi xa ra một tí cho cái tiếng mic, cho cái mic này là đỡ chiếu gần vào loa, đỡ bị rít nhá. Đấy. Đấy là kinh nghiệm để chỉnh karaoke từ xưa đến nay là như vậy. Đấy, con này bên trong là trang bị 4 con sò than và mạch echo vang nhại đầy đủ. Zin Dev 100% hàng của Sony. Điện 220V luôn. Đây em đang ghép với nó là một con mic BBS, một bộ mic BBS mới nguyên. BBS này là một cái mã mic giá thì rẻ nhưng mà chất lượng thì lại cao. Hát rất là hút tiếng nhá. Gào to không bị vỡ tiếng, hát rất hay luôn. Mà cái tay mic nhìn nó khôn. Đấy, tay mic nhìn khá là khôn. Thì còn rất là xịn. Đấy, rất là ngon. Mic này là mic ngon. Giá thì rất rẻ. Mic ngon với giá bình dân.
Đây bây giờ sẽ quay về phía sau cái âm ly đây. À đây, âm ly thì nó cái nắp của nó không được đẹp đâu anh em nhé. Cái nắp của nó ở lâu rồi nó cũng có xỉn màu. Đấy. Nó cũng không được đẹp. Nó cũng về tầm tuổi thọ nó mười mấy năm rồi. Đây. Đấy, nếu mà anh em ghép một cặp loa nhé. Nếu ghép một cặp loa thì anh em ghép vào cậu A này hoặc cậu B này. Còn nếu mà anh em ghép hai cặp loa cùng lúc ấy, thì loa của anh em phải đảm bảo trở kháng là trên 12 ohm một chiếc nhé. Trên 12 ohm một chiếc anh em mới đấu được 4 con. Còn bình thường anh em chơi một cặp bát 20, 25 ở bên này thôi là quá ok rồi. Đây, thông số của nó đây. Sony 230V là 165W. Con này nó sản xuất cho thị trường châu Á và châu Âu nhé. Châu Á là 220V và châu Âu nó là 230V. Anh em chốt hàng con này như đầu năm, nếu mà gần Tết thì em để những con karaoke như này nó là vào tầm khoảng 2,5 triệu một con. Nhưng mà đầu năm em để cho em với cái giá rất là yêu thương nhá. 2.100.000, anh em chuyển khoản đầy đủ em để cho em với giá 2 triệu luôn. Đấy, cái bộ mic không dây BBS này là 1.700.000 nữa nhá. 1.700.000, nếu anh em lấy cả bộ nó thì nó vào tầm khoảng là 3.800.000 thì em sẽ bớt cho anh em 200.000 nếu anh em lấy cả bộ là còn 3.600.000 nhá. Nếu anh em lấy cả bộ 3.600.000. Đấy, còn này lấy nguyên cái âm ly này em để anh em 2 triệu này, nguyên âm ly là 2 triệu này. Anh em chốt mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc của Bọc Xốp Cẩn Thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.